Xin chào tất cả mọi người. Bạn có biết Quảng Ninh có một địa điểm du lịch rất nổi tiếng được nhiều người biết đến không? Đó chính là Vịnh Hạ Long. Các bạn ạ, Vịnh Hạ Long được UNESCO nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới, với hàng nghìn hòn đảo được làm nên bởi hóa kỳ vĩ sống động. Vịnh Hạ Long có phong cảnh tuyệt đẹp và nơi đây là một điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Vịnh Hạ Long là một di sản độc đáo, bởi địa danh này chứa đựng những dấu tích quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử trái đất, là cái nơi cư trú của người Việt cổ, đồng thời là tác phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại của thiên nhiên với sự hiện diện của hàng nghìn đảo đá, muôn hình vạn trạng với nhiều hang động kỳ thú. Hữu quần tự thành một thế giới vừa sinh động vừa huyền bí. Bên cạnh đó, Vịnh Hạ Long còn là nơi tập trung đa dạng sinh học với những hệ sinh thái điển hình cùng với hàng nghìn loài động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng. Nơi đây còn gắn liền với những giá trị văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc. Vịnh Hạ Long nổi bật với hệ thống đảo đá và hang động tuyệt đẹp. Đảo Hạ Long có hai dạng là đảo đá vôi và đảo phiến thạch, tập trung ở hai vùng chính là vùng phía đông nam vịnh Bái Tử Long và vùng phía tây nam vịnh Hạ Long. Hàng trăm đảo đá, mỗi đảo mang một hình dáng khác nhau hết sức sinh động: hòn đầu người, hòn rồng, hòn lá vọng, hòn cánh buồm, hòn gà trọi, hòn lư hương. Tiềm ẩn trong lòng các đảo đá ấy là những hang động tuyệt đẹp gắn với nhiều truyền thuyết thần kỳ như động thiên cung, hang đầu gỗ, hang sử sốt, hang trinh nữ, động tam cung. Đó thực sự là những lâu đài của tạo hóa giữa chốn trần gian. Từ xưa, Hạ Long đã được đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi mệnh danh là kỳ quan đất dựng giữa trời cao. Các đảo trên vịnh Hạ Long có những hình thù riêng, không giống bất kỳ hòn đảo nào ven biển Việt Nam và không đảo nào giống đảo nào. Đảo thì giống khuôn mặt ai đó đang hướng về phía đất liền. Đảo thì lại giống như con rồng đang bay lượn trên mặt nước. Đảo thì lại giống như một ông lão đang ngồi câu cá. Phía xa là hai cánh buồm nâu đang rẽ sóng nước ra khơi. Rồi hai con gà đang âu yếm vườn nhau trên sóng nước. Đứng giữa biển nước bao la, một lư hương khổng lồ như một vật cúng tế trời đất. Đảo khác lại tựa như nhà sư đứng giữa mặt vịnh bao la chắp tay niệm Phật. Đảo lại có hình tròn cao khoảng 40 mét, trông như chiếc đũa phơi mình trước thiên nhiên. Mà nhìn từ hướng khác lại giống như vị quan triều đình áo xanh, mũ cánh chuồn, nên dân chài còn gọi là hòn ông. Bên cạnh các đảo được đặt tên căn cứ vào hình dáng là các đảo đặt tên theo sự tích dân gian, núi Bài Thơ, hang Trinh Nữ, đảo Tuần Châu, hoặc căn cứ vào các đặc sản có trên đảo hay vùng biển quanh đảo: hòn Ngọc Vừng, hòn Kiến Vàng, đảo Khỉ. Dẫu bạn ở đâu trên thế gian này, là người da trắng hay da màu, không kể quốc tịch, ngôn ngữ, tuổi tác, khi đặt chân đến đây cũng đều có chung những cảm xúc, sự rung động của con tim trước một kỳ quan của đá và nước. Và khi phải chia tay Hạ Long, chắc sẽ để lại những ấn tượng khó quên. Câu chuyện huyền thoại xa xưa về đàn rồng mẹ và đàn rồng con đã phun trâu nhà ngọc, tạo nên hàng ngàn đảo đá ngăn bước quân thù, hôm nay vẫn đứng đó, tạo nên một di sản vô giá cho nhân loại. Là một người con Quảng Ninh, mình rất tự hào về cảnh đẹp quê hương mình. Chúng mình luôn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển và chăm sóc bảo vệ rừng ngập mặn để giữ cho quê hương mình ngày một giàu đẹp hơn. Bạn đã có dịp đi du lịch Hạ Long chưa? Mời các bạn đến với Hạ Long, di sản có 102 trên thế giới, để được chiêm ngưỡng và khám phá những bí mật còn ẩn chứa nơi này nhé! Bạn đến Quảng Ninh để cùng biển đá khắc sinh, biển trời sông núi.